kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Địa ốc và Tài chính với Precious Realty và chị Kim Thoa Nguyễn của Precious Realty, giám đốc của công ty, và tôi là Thoa. Chào Kim Thoa. Dạ, Kim Thoa xin thân ái kính chào toàn bộ quý khán thính giả của đài SGN 51.3 và em chào anh Tom. Precious Realty and Mortgage lập ra bao lâu rồi ạ? Dạ, thưa anh, công ty Precious Realty and Mortgage chính thức ở trong giấy tờ là được ra đời vào năm 2007. Dạ, là trải qua thời gian khó khăn về tài chính đó không ạ? Dạ, thưa phải, nhưng mà trời vẫn thương nên tụi em mỗi ngày mỗi lớn mạnh hơn. Và hiện giờ thì tụi em cũng sắp hit tới con số là gần 40 nhân viên trong công ty Precious Realty and Mortgage. Gần 40 nhân viên như vậy thì những người đó là làm về mượn tiền, đại diện người mua, đại diện người bán, hay là làm những gì mà phải cần nhiều người như vậy? Dạ thưa quý vị, cũng như là để trả lời cái câu hỏi của anh, là tại vì công ty của em, nếu mà mình nói kể thì rất là nhiều thứ. Mình có chỉ nghe là Precious Realty and Mortgage thôi, nhưng mà về Realty thì là mua bán, rồi cơ sở thương mại, rồi nhà cửa, rồi xong rồi em còn có quản lý cho những cơ sở nhà cửa, nên mỗi cái đó giống như một cái department khác nhau rồi anh, nên mỗi cái trong Precious Realty mình chia thành nhiều group lắm, mình phải take care từ cái phần này qua cái phần kia tới cái phần nọ, nên là tụi em làm giống như là một cái team chứ không phải là giống như những cái real estate office khác. Họ làm là independent và họ take care, và khi mà họ bận thì có thể họ không thể trả lời phone của khách hàng được, nhưng mà tụi em thì là khác, nghĩa là khi nào mà khách hàng mình cần là lúc đó, không có cái anh A thì phải có cái anh B, không có cái anh B thì phải có cái anh C, nghĩa là lúc nào khách hàng cũng được tiếp chuyện và được giúp đỡ bất cứ khi nào mà người khách hàng cần có những câu hỏi hay bất cứ chuyện gì cần xảy ra là có người tiếp liền để cho quý vị an tâm và đỡ lo. Và tụi em làm việc theo giờ của khách hàng, nên đó là lý do tại sao tụi em lúc nào cũng rất là cần nhau, và tụi mình phải chia ra một cái team là team về real estate. Trong cái real estate á, thì có những cái group làm về những cái phần nào, và trong cái team của mortgage thì gồm có những ai, và trong cái group đó gồm có những người làm như thế nào, làm cái phần gì, nên lúc nào tụi em cũng thấy là mình cần phải thêm người. Dạ. Một tuần 7 ngày luôn à? Dạ thưa phải, thưa quý vị, là một tuần công ty Precious Realty mở cửa là 7 ngày một tuần, nhưng mà có điều không phải là 24/24, là tụi em mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ rưỡi chiều, và đặc biệt thứ bảy và chủ nhật thì tụi em chỉ work cho by appointment, vì phần lớn tất cả những người agent thì đi show rất là nhiều vào cuối tuần. Khi mình tìm được căn nhà mình thích thì trong cái thời gian đó mình cũng phải tìm cách để mượn tiền mua căn nhà đó, tại thật ra ở Mỹ này ít có ai mà mua nhà bằng tiền mặt lắm. Dạ đúng anh. Dạ. Công ty Precious Realty giúp việc đó được không ạ? Dạ được, thưa anh, là công ty của em làm chuyên về cái vấn đề về tài chính, tức như là làm loan để mà mượn tiền cho quý vị dùng mọi kinh nghiệm của mình để tìm những cái sự tốt nhất, phù hợp nhất cho khách của mình. Lúc nào em làm thì cũng có nhiều cái hướng, nếu mà cái hướng tốt nhất không có được thì mình có thể chọn ở cái second choice hay cái third choice để giúp cho quý vị có thể mượn được loan và phù hợp với cái hoàn cảnh của mình. Có bao giờ mà công ty của Kim Thoa nghe thân chủ mình nói là tôi đi 2-3 chỗ rồi mà người ta không qualify, không cho tôi mượn được, tôi tới đây tôi nghĩ tôi cũng không có hy vọng gì hết, nhưng mà lại mượn được tiền, có giờ nghe vậy không? Dạ có nghe hoài ạ. Nên á là đôi khi em hay nói với mấy người khách của mình là mấy anh nói là khi mà tới em á là coi như cái hy vọng cuối cùng, nghĩa là nếu mà em không làm được thì thôi về ngồi chờ. Nghĩa là em nói á là có nhiều mấy anh chị nói là chuyện mấy người khách refer, họ nói là chuyện gì Kim Thoa cũng làm được hết. Em nói chết rồi, sao nghe giống như em là phù thủy chứ không phải là bà tiên. Nghĩa là đôi khi những cái case khó thì tụi em giống như phần lớn là do em phải nhìn vào cái đó và ráng phân tích là
cái điểm yếu ở chỗ nào và cái điểm good ở chỗ nào, và khi nào là cái lúc mà mình có thể làm được cái gì thì em sẽ phân tích và cố gắng làm cái phần đó một cách trọn vẹn. Hiếm khi nào mà em chịu thua lắm, tại vì dạ tại vì hồi xưa đi học cũng vậy, chuyện gì mà em làm không được là em cứ phải nghĩ hoài cho nó ra. Thì khi mà làm loan, đôi khi những cái loan khó thì mọi người lại ngại phải suy nghĩ, nhưng mà đối với em đó là giống như một cái bài toán khó mà em cần cái đáp số, và em cố gắng em ngồi em suy nghĩ thật là kỹ và mình sẽ có một những cái bước đi. Không phải là lúc nào 100% là người ta làm không được thì em làm được, nhưng có thể nói là khoảng 95% hơn là những cái loan từ ở chỗ khác làm không được em có thể làm được. Và nếu những cái 5% còn lại đó là cái sự thật mà mình không thay đổi được thì em có thể chỉ khách mình là nội trong vòng bao lâu mình có thể làm chuyện gì đó để mình có thể get back lại cái loan. Nên lúc nào em làm được thì là good, còn em không làm được thì chắc chắn trong future em sẽ làm được. Future maximum là 1 năm thôi là em có thể làm được. Nên là dù đôi khi thí dụ như mình làm cái gì mình cũng nghĩ là phải có tiền thì mới làm, nhưng mà đối với em á thì cái sự chuẩn bị mà khách trở lại trong vòng 1 năm, 2 năm sau thì cái việc đó cũng em cũng mừng thôi, chứ không có phải là hôm nay không có thì mình mất đi. Nên em phải ráng làm cái việc của mình cho thật là đúng và chính xác. Trong những cái cách mà để giúp cho khách mình đó là mình có những cái đồ nghề của mình. Những cái đồ nghề đó là những người có thể không mượn được cái conventional loan. Tức là tí nữa mời Kim Thoa nói đi, là có bao nhiêu cách để mượn tiền, chứ đâu phải là mượn chỗ này không được rồi thôi bỏ luôn, không mua nhà luôn. Dạ đúng anh. Thật ra là mình có rất là nhiều cái gọi là cái program, nghĩa là cái chương trình mà mình phải đi để phù hợp đúng với cái tiêu chuẩn của một người client của mình, một người thân chủ. Thật ra nếu mà quý vị có cái good credit, good income thì mình đi đâu ai cũng welcome mình hết, ai cũng đón chờ mình hết, và mình có nhiều cái sự lựa chọn lắm. Nhưng mà đối với những quý vị đôi khi mình income mình không có cao lắm, mà hoặc là credit mình cũng không có good lắm, rồi làm sao mình có quyền lựa chọn được. Nên á là có nhiều khi có quý vị á nào mà good thì mình có chương trình của conventional, phương trình của FHA, chương trình của những cái giống như down payment mà mình thay vì phải down 20% mình có thể đi 80, 10, 10 hay 80, 15 năm. Đó là những cái đủ thứ điều kiện để quý vị chọn lựa. Nhưng mà những cái anh mà không có được thích thì quý vị chọn lựa cần phải cẩn thận và cần phải có một người loan officer phân tích. Và hai cái mà thường xảy ra cho những quý vị mà đi mượn loan, đó là hai cái loại loan mà thường nhất, đó là conventional và FHA anh. Và VA thì là một cái loại loan khác, nhưng mà phần lớn VA thì là không có so sánh được, tại vì VA là những cái loan dành cho những người làm trong lính. Là veterans đó. Dạ phải. Bây giờ cho Thâm hỏi về FHA. Đôi khi mình thấy đó, FHA thì mình không hiểu, ủa FHA tại sao nó lại khác conventional, tức là những nhà băng thường cho mượn, nhưng mà FHA lợi như thế nào? Trước hết mời Kim Thoa định nghĩa FHA là gì, và ai, những người nào có thể qualify để mượn tiền của FHA? Dạ, kính thưa quý vị, cái FHA là cái loại loan mà mình hay dùng cái chữ nói chung chung cho quý vị dễ hiểu là cái loại loan của chính phủ. Nhưng mà thật lòng á, cái chữ đó không có chính xác thưa quý vị. Cái loại loan của chính phủ nghĩa là chính phủ bán cho mình cái insurance và mình vẫn phải đi lại những nhà băng bình thường để mượn. Nhưng mà chính phủ bán cho mình insurance để giúp cho những quý vị nào mà mình không có được strong credit cho lắm, mình không có được cái income mạnh cho lắm, khi mà mình đi cái loại loan conventional, anh nhà băng ảnh thấy cái người này có thể là sự nguy hiểm cho họ. Họ có thể từ chối. Nên á, hồi nãy em mới vừa nói là khi mà mình good, nhiều người muốn mình lắm, nhưng mà khi mà mình nằm trong tư thế đó không ai muốn mình hết, thì anh chính phủ ảnh nhảy ra để bán cho mình một cái insurance, đó là insurance của FHA, để cho quý vị có một cái cơ hội
để mà mình có thể mua được một cái nhà để định cư cho mình. Đó là đối với em cái đó là một cái sự nhân đạo rất là lớn, tại vì nếu mà không có cái insurance này thì quý vị mà hơi yếu này có thể là 1 năm 2 năm sau mình mới mượn được, nhưng mà có cái insurance này thì quay lại cái anh nhà băng, khi mà mình được cái FHA insurance rồi thì mình quay lại anh nhà băng rất là happy để cho mình mượn, vì khi mà có chuyện gì xảy ra cho cái loan này thì chính phủ hoàn toàn bồi thường hết cái loan đó. À, thì thí dụ là Tom không có đủ credit, không đủ điểm để mượn tiền thì nhà băng chê. Dạ. Nhưng mà bây giờ Tom đi qua xin của chính phủ bảo đảm, tức là đỡ đầu cho mình. Dạ. Trở lại nhà băng đó luôn. Dạ phải. Thì nhà băng nó nói, ô, tôi không thích chơi với ông nhưng mà bây giờ có chính phủ đứng đằng sau thì bây giờ tôi cho mượn. Dạ phải, dạ phải. Đó, nhưng mà thường thường là nhà băng họ có những cái program đó luôn. Họ có FHA, có conventional. Nên khi mà họ không thấy mình nằm trong cái conventional, họ đá mình ra, thì mình sẽ đi về cái hướng cái insurance của cái FHA để mình đi vào. Nếu mà mình vẫn được, nghĩa là mình bad quá thì dĩ nhiên cái FHA cũng không có help mình, nhưng mà mình chỉ hơi yếu thôi, nghĩa là mình rớt bên conventional nhưng mà mình vẫn còn đậu ở bên FHA, thì mình vô bằng cái đường FHA vẫn good và good hơn nhiều nếu mà mình có thể đi conventional. It's a kind of confused, đúng không anh? Nghĩa là cái FHA á, là em đã nói là khi mà good lắm thì mình đi conventional, nhưng mà bây giờ mình yếu mà đi cái FHA và mình nghĩ là good hơn nhiều, là tại sao? Là tại vì nếu mà cái người không có strong, mình đi conventional, chẳng hạn conventional cho người good cho 30 năm là 4 chấm, thì khi mà mình yếu, cái credit mình không có được tốt lắm, mình có thể, nếu họ cho mình mượn, có thể cái tiền lời mình lên tới 4.5. Dạ. Nhưng nếu mình có được cái FHA, đi theo cái dạng FHA, mình có cái FHA insurance, thì cái tiền lời của mình vô good hơn những người conventional luôn. Là thay vì 4 chấm, mình còn có khoảng 3.7 năm không? Cho 30 năm. Cái FHA thì rất rất là tốt cho cái người mà không có strong, và cái tiền lời tốt như vậy thì giúp cho mình, cho những người không có được good, tại vì họ không được good, họ vừa trả cái insurance rồi họ vừa trả tiền lời cao thì có thể là một hồi họ đuối luôn, có đúng không anh? Nên đó là lý do tại sao mà FHA luôn luôn beat được conventional loan ở cái rate, thì trả tiền lời, dạ, trả tiền lời thì ít hơn, nhưng mà ngược lại cái FHA vì mình phải mua cái insurance, nên cái insurance của FHA là mình trả hàng tháng và mình trả tới, tụi em hay nói là the whole life của cái loan là mấy chục năm trời. Khi mà quý vị hay nói là, hay hiểu là mình có được 20% thì mình ngừng lại cái bảo hiểm, cái đó, cái FHA insurance cũng giống như cái PMI vậy, nhưng mà của chính phủ bán thôi. Thì khi mà mình có được 20% cái conventional, mình có thể ngừng lại cái PMI. Nhưng cái FHA bây giờ mình có tới 50%, mình chưa đủ ngày, đủ tháng, mình vẫn tiếp tục để trả cái đó. Dạ, nên á, là tiền lời, mặc dù tiền lời của mình rẻ đi, đó là một cái điều mà ai cũng muốn hết. Nhưng mà cái insurance là cái, em nói hay là cái hụi chết mà mình cứ phải đóng hoài trong cái đó, thì quý vị cũng nên suy nghĩ lại. Đó là lý do tại sao mà em hay phân tích cho những cái anh chị mà good đi ở cái conventional, thì quý vị hoàn toàn không có nên đi cái FHA. Tại vì nghe cái tiền lời rất là good, nhưng mà nếu phải trả cái bảo hiểm hoài như vậy á, thì một hồi cost lại nhiều hơn là cái tiền lời hơi cao một chút. Nên á, là nếu mà một người khách của em khi mà vô em coi, thì conventional vẫn là cái option number one để mà mình đi cho quý vị. Nếu không pass được cái conventional thì mình mới phải đi FHA. Và đôi khi cũng có nhiều quý vị mà the first time mua nhà, quý vị không có được cái người loan officer giải thích một cách cẩn thận, chỉ đem cái tiền lời ra để giải thích cho quý vị, thì chắc chắn quý vị sẽ rơi vào cái FHA ngay tức khắc. Và đó là cũng là một trong những cái kinh nghiệm mà vẫn xảy ra với công ty của em. Đôi khi quý vị đang làm rất là ngon lành, rồi quý vị nói cái nhà băng nào đó offer cho mình rất là rẻ, và quý vị quên rằng cái đó là cái loại
cái loại loan nào, và khi mà đi ra ngoài closing mới biết là mình đã làm rồi, là không phải người ta gạt mình, đúng là cái tiền lời, nhưng mà người ta đã không phân tích kỹ cho mình là cái đó là có phải là good choice hay không. Có bao giờ là mình vô FHA, yeah, rồi cả 5 năm sau credit mình vẫn rồi, yeah, mình refinance vô conventional được không, hay là FHA không có cho thay đổi? Dạ, FHA là có thể trả off anytime, có thể refinance anytime. Và cái câu hỏi của anh là có rất nhiều người mà đã vô tình chọn cái FHA rồi quay ngược trở ra trong vòng có một năm thôi, họ phải làm lại cái refinance. Thì dĩ nhiên mình có đường thoát, nhưng cái đường mà mình thoát là cái đường mà mình tốn tiền. Yeah. Dạ, thì hoặc là mình phải chấp nhận trả tiền cho cái insurance đó năm dài tháng rộng, thì chẳng thà mình trả một ít tiền để làm lại cái loan. Và có rất nhiều quý vị đã tới công ty của em làm lại cái loan khi mà họ biết là cái FSA không có gate. Yeah. Dạ. Thì anh chị em ở bên Precious Realty có thể tham khảo về với lại khách của mình giảng nghĩa hết tất cả những program trong một cái meeting gì được không ạ? Dạ được chứ. Dạ lúc nào em khi mà nhận được những cái, tại vì em là làm về mortgage cũng giống như real estate, nên phần lớn những quý vị thân chủ khách hàng của em là trước khi mà đi mua nhà thì em đã nhìn hết cái hồ sơ và em bàn tính với khách của mình để tìm một cái cách nào tốt nhất để mình chọn cho mình một cái program, rồi sau đó mình lấy cái approval của nhà băng và sau đó mình mới bắt đầu đi coi nhà. Nên nếu mà khách của em á thì gần như quý vị khi đi mua nhà quý vị rất là bình thản, nghĩa là mình đã có sự chuẩn bị trước rồi. Còn có nhiều anh chị đôi khi có những người real estate agent của mình không có làm chung với cái finance thì quý vị phải đi tham khảo với ở nhà băng hay là những cái chỗ khác, thì em cũng có thể làm những cái việc đó cho những cái anh chị nào mà cần mượn loan với công ty Precious Realty, em cũng có thể làm y như khách của mình làm. Dạ. Nên đó là nếu quý vị có nghe được chương trình này thì quý vị cứ tham khảo, đó là tất cả những cái pre-approve thì quý vị không có phải tốn tiền, nhưng mà có thể tham khảo với tụi em để biết được cái điều kiện của mình là cái gì là tốt nhất. Nếu mà khán giả đang theo dõi chương trình, dạ, có người quen trong gia đình là agent hay là đã đi với một người agent rồi thì cũng không muốn thay đổi, dạ, nhưng mà thấy muốn tham khảo về mượn tiền không thôi, có phải bắt buộc mua nhà với lại Kim Thoa mới là tham khảo với mượn tiền không, hay là dạ thưa không anh, tại vì giống như em nói là công ty của em là chuyên về địa ốc cũng như là tài chánh, và mỗi cái phần như vậy thì là giống như một cái department riêng. Nên khi mà quý vị đến với tụi em chỉ là cần cho cái loan thì có những người chuyên phục vụ chỉ cho cái loan thôi. Hoặc là nếu mà có loan rồi và muốn tìm nhà thôi thì là làm việc chuyên với những anh chị chỉ làm về real estate thôi. Rồi sau đó có nhiều khi anh chị mua nhà cửa hết rồi, bây giờ chỉ cần cái người quản lý và leasing thôi, thì đó là một cái group khác. Nên tụi em nghe thì giống như là mình chung một bọn, nhưng mà không có bị conflict interest giống vậy, tại vì mỗi đứa là một việc làm của mình riêng. Dạ vâng. Dạ. Nếu cần tham khảo liên lạc, mời cho chi tiết. Dạ, kính thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi hay muốn tham khảo về vấn đề địa ốc cũng như tài chánh, xin quý vị liên lạc với văn phòng là 713-988-1425. Văn phòng Precious Realty and Mortgage mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ rưỡi mỗi ngày, từ thứ hai cho tới chủ nhật. Và thứ bảy và chủ nhật thì xin quý vị lấy hẹn. Còn tất cả những ngày còn lại trong tuần thì quý vị có thể tới lúc nào thì tụi em vẫn có những cái staff mà có đầy đủ kinh nghiệm để giúp quý vị. Và dĩ nhiên sự tham khảo đó là miễn phí, không có bị chặt tiền. Và ngay cả cái pre-approval của nhà băng tụi em làm cũng quý vị cũng không có phải trả tiền về cái credit report. Phần lớn thì những cái chỗ mà mortgage company thường thường quý vị phải trả cho cái credit report, nhưng công ty Precious Realty ngày nào tụi em chưa có close hồ sơ thì ngày đó tụi em sẽ không có được nhận tiền. Dạ. Yeah. Đó là cái cách thức làm việc của công ty Precious Realty and Mortgage. Cảm ơn Kim Thoa và cảm ơn khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp trong những chương trình tới. Dạ xin chào.